Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phòng 156. Đây không phải là một trò chơi bình thường. Trò chơi này đang được chơi bởi những tế bào não người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Và theo lý thuyết thì những tế bào não này đang mắc kẹt trong một trò chơi giả lập. Bộ não mini này bao gồm khoảng 1 triệu tế bào não. Nó được đặt trên một chiếc đĩa đặc biệt. Chiếc đĩa này sẽ tiếp nhận và phân tích các hoạt động thần kinh của bộ não mini. Sau đó, những xung điện thần kinh của các tế bào não sẽ được gửi vào giả lập để xác định hướng di chuyển của quả bóng trong thế giới ảo đó. Và bộ não mini này sẽ điều khiển thanh dài lên xuống để hứng quả bóng. Bằng cách được kết nối vào game như vậy, bộ não mini sẽ nghĩ rằng nó chính là thanh dài đó. Có thể nói rằng bộ não mini này đang mắc kẹt trong một giấc mơ vĩnh cửu, nhưng nó lại nghĩ rằng đó là thực tại của nó. Đúng vậy, con người đã chế tạo thành công một giả lập ma trận cho chính mình.